Mến chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Khắc Di TV. Thì nội dung cái clip ngày hôm nay á, thì em sẽ chia sẻ quan điểm cá nhân của em xung quanh cái vấn đề là cái việc mà mình trồng cái cây dừa đó các anh chị, dù là dừa sim hay là dừa ta, thì nó có chắc ăn 100% hay không. Mình sẽ chia sẻ xung quanh cái vấn đề này. Thì hôm nay thì cũng là một ngày nắng cũng khá là đẹp các anh chị. Thì lúc này ở miền Tây á, thì mưa rất là nhiều. Có những cái thời điểm mà mưa liên tục nhiều khi cả 5-7 ngày luôn các anh chị. Thì đâu đó thì trong đó thì có khoảng tầm được vài tiếng đồng hồ, một ngày hoặc một buổi nào đó thì trời sẽ quang, thì có nắng, nắng nhẹ như vậy nè các anh chị. Thì như một cái thói quen rồi, thì từ khi mà trồng dừa tới giờ á, thì khi mà ở đi về quê á, thì giá nào cũng phải dành thời gian khoảng tầm nửa tiếng hoặc một tiếng đi vòng vòng cái vườn dừa này các anh chị, hoặc là vô chòi mình ngồi mình ngắm, thì đó như một cái thói quen rồi. Thì hôm nay cái vườn dừa này tới thời điểm mà em quay cái clip á, thì đâu đó nó khoảng tầm 7 tháng tuổi các anh chị. Nó có thể là xê dịch một vài ngày, do em chưa coi lại cái phiếu mà cái ngày mà em nhận giống cũng như là ngày em trồng á, thì em có cái phiếu đó. Khi nào em muốn chính xác thì em lấy em ra em coi là em biết thời điểm chính xác là em trồng vào cái thời điểm nào, và tới thời điểm hiện tại thì nó là bao nhiêu tháng tuổi rồi. Thì cái này là khoảng tầm 7 tháng tuổi nha các anh chị. Thì cơ bản thì cái vườn dừa này thì hầu hết nó có những cái ra lá trẻ hết rồi các anh chị. Mà em cũng mong cho thời điểm nó ra lá trẻ, tại vì khi mà mình trồng dừa đó, khi mà nó có lá trẻ rồi thì bắt đầu mình mới thấy cái sự phát triển nó nhanh. Còn cái thời điểm mà khi mà nó còn lá đài đó các anh chị, thì mình thấy nhiều khi nó lớn rất là chậm các anh chị. Thì khu vực này thì cha em đã cắt cỏ rồi nè, nên chị thấy là cái vườn nó rất là đẹp. Còn khu vực kia thì cũng sẽ tiến hành cắt, nhưng mà hiện tại thì cắt chưa kịp. Cắt đâu đó khoảng được gần cái phân nửa của cái vườn này thôi. Thì mình trồng dừa các anh chị thì chắc chắn là sẽ có những cây lớn, cây nhỏ, là như các anh chị thấy nè. Trong đây có những cây lớn và có những cây nó hơi nhỏ hơn. Tuy nhiên thì nhìn chung thì nó cũng có sự phát triển nó đều. Chứ nó có, tức là nó vẫn xanh đó chị, nó xanh nó tốt á, chứ không phải là nó bị còi cọc. Thì những cây còi cọc á, thì em đã tiến hành trồng những cái cây mà cặp bên để mình xem nó có phát triển được hay không. Nếu không phát triển thì mình sẽ tiến hành mình loại bỏ luôn. Thì thực tế mà nói á, thì mình đem về 200 mấy chục cây giống, nhưng mà mình trồng thì không phải nó sống hết 200 mấy chục cây các anh chị. Thời điểm một tháng đầu á, thì mình thấy nó sống hết nha, nhưng khoảng tầm qua 2-3 tháng sau á, thì có thể nó chết khoảng 5-10 cây. Tới thì hiện tại thì em đã bổ sung giống, tức là mình trồng lại á, thì khoảng tầm đâu đó khoảng 10 cây các anh chị. Và bên cạnh đó thì có một số cây nó bị hơi nó nhỏ mà nó kém phát triển hơi bất thường á, thì mình sẽ khoảng đâu đó khoảng tầm 5 cây gì đó là mình cũng tiến hành trồng, mình cặp bên những cái cây đó để mình xem nó phát triển như thế nào. Nếu mà trường hợp nó tệ quá thì mình đổi luôn, chứ mình không để nữa. Tại vì nếu mình để sau này thì cái khả năng mà cho trái nữa em nghĩ là chắc nó cũng không cao nữa. Thì đó là cái tình hình chung về cái vườn dừa này. Thì em sẽ quay lại cái chủ đề mà lúc nãy em đã nói từ đầu clip á. Thì gần đây á, em thấy là trên cái kênh của em thì có những cái anh chị cũng có bình luận, hoặc là trong những cái hội nhóm mà hiện tại đang trồng dừa sim đâu đó, hoặc là hội trồng dừa đâu đó, thì cũng có bình luận là đâu đó khoảng tầm những năm gần đây, 5 năm gần đây thì những bà con mà trồng dừa đó thì thường là hối hận, tức là nó không có được như cái mong muốn mà khi mà cái lúc mà mình hứng khởi mình trồng ban đầu đó các anh chị, là nó không đạt được cái mục đích đó, nên là thường là bà con, một số bà con cũng hối hận và thất vọng. Thì em nghĩ là cái điều đó là cái điều của nó chắc chắn nha, nó tất nhiên rồi các anh chị, đâu có cái gì mà nó chắc chắn được 100% đâu. Không nói riêng về cái việc trồng dừa, mà mình nói là trồng các loại cây trái khác như là trồng cam, trồng bưởi, trồng quýt, trồng sả, trồng hẹ gì đó, trồng rau màu á, thì không có cái nào mà mình có thể khẳng định chắc chắn 100% là mình trồng nó thành công hết các anh chị. Đó là cái điều tất nhiên. Ngay cả cái việc mình kinh doanh mua bán hay gì đó, mình không làm nông nghiệp mà mình qua cái hình thức kinh doanh mua bán dịch vụ gì đó, thì đâu phải nó là 100% thành công đâu. Nếu mà 100% thành công thì gần đây đâu có những cái nhà tài phiệt bất động sản mà tài sản tính tới là hàng tỷ đô la mà cũng cuối đời cũng phải chịu cái án phạt của pháp luật rồi các anh chị. Rất nhiều cái trường hợp đó. Rồi những cái nhà đầu tư cổ phiếu
thì họ là những điều là đa số là những người có tiền, họ có kiến thức, họ đầu tư, nhưng mà cuối cùng họ cũng thất bại. Giá cổ phiếu thị trường chứng khoán của mình hiện tại thì nó đang rất là thấp điểm, có những ngày mà nó đỏ lè đỏ lẹt luôn, tức là giá nó giảm rất là nhiều, thì rất nhiều mất tiền trong cái thời điểm mà cổ phiếu đi xuống. Rồi ngay cả bất động sản hiện tại bây giờ thì nó cũng chậm giao dịch được các anh chị, giao dịch nó rất là giảm, và một số khu vực thì bắt đầu có dấu hiệu là nó giảm giá rồi. Đối với các đất nền hay là những cái thửa đất nói chung, thì những căn nhà hộ chung cư cũng vậy, thì nó có đang trong cái giai đoạn thì nó bắt đầu nó giảm mà các anh chị, đâu có cái nào mà nó thịnh vượng mãi được. Do đó là mình quay lại với cái cây dừa, thì đâu phải là mình trồng cây dừa là mình thành công 100% đâu. Thì khi mà chuyển đổi thì em nghĩ là chúng ta cũng phải nên suy nghĩ rất là kỹ để mình chuyển đổi cái cây trồng gì cho nó phù hợp với cái tình hình của gia đình mình, tình hình kinh tế mình, chứ không thể là mình chạy theo cái xu hướng là thấy người ta trồng cây gì, người ta nuôi con gì thì mình cứ chạy theo. Thì như vậy thì nó không có ổn cho lắm. Thì khi mà mình chạy theo người ta thì tới người ta muốn đổi cây trồng khác hoặc là con vật nuôi khác, thì không lẽ mình lại chạy theo nữa, mình bỏ mình chạy theo nữa thì nó rất là khó. Nên là mình phải có một cái lập trường vững, mình suy nghĩ kỹ trước khi mình trồng cái gì đó, nuôi con gì đó hoặc mình kinh doanh cái gì đó. Thì sau khi mình đã quyết tâm mình trồng rồi, mình nuôi rồi, mình kinh doanh rồi, thì mình phải đi đến nó đến cuối cùng. Thì bây giờ dù nó có thất bại đi nữa thì mình cũng phải chấp nhận, coi như đó là một cái bài học để cho mình một cái hành trang cho những con đường dài phía trước của mình nữa. Trong cuộc sống mình sẽ còn nhiều cái thất bại nữa, còn nếu thành công thì nó ổn thôi, mình sẽ cố gắng mình nhân rộng ra, hoặc là mình làm tối đa quá cái lợi nhuận nó lên thôi các anh chị. Đó là cái quan điểm của em. Nói chung là khi mà quyết tâm làm rồi thì mình làm thôi, và mình quan trọng là mình phải suy nghĩ trước khi mình làm. Như ở gia đình em thì cái việc mà trồng lúa mà làm nông nghiệp á thì nó trải qua rất là nhiều năm rồi, từ cái thời em còn bé tí à, nhà em làm nông nghiệp rồi, không phải từ thời em còn bé nữa mà từ thời ông bà, thì ông bà cũng làm lúa, rồi cha mẹ cũng làm lúa, rồi em bé tí là biết ở nhà làm lúa rồi, mà năm nay cũng ba mấy tuổi rồi. Để mà mình thay đổi được cái thói quen á, một hình thức kinh doanh, một trồng trọt gì đó cũng rất là khó, tại vì nó trải qua coi như là gần như là hai thế hệ rồi, là mấy chục năm trời rồi, chứ đâu có ít đâu. Mà mình vẫn gắn bó với cây lúa, mà bây giờ mình phải chuyển đổi một cái cây trồng khác, đó là cây dừa. Mặc dù hồi xưa giờ dừa vẫn trồng xung quanh nhà, nhưng mà mình chuyển toàn bộ cái diện tích đất lúa mình canh tác á sang trồng dừa, thì cái đó là cũng là một cái suy nghĩ mà cũng rất là đắn đo. Tại vì trước giờ mình quen rồi, các anh chị quen với việc trồng lúa rồi, nhưng mà cuối cùng thì mình đắn đo tới lui thì cuối cùng mình cũng phải quyết định các anh chị. Tại vì cái thời điểm hiện tại trong những năm gần đây thì cái giá lúa nó cứ xung quanh khoảng tầm đâu đó 6.000 thôi, mà giá vật tư nông nghiệp từ phân bón hay thuốc xịt nó tăng nhiều khi gấp đôi gấp ba rồi, nhưng mà cái giá lúa không tăng. Nên dẫn đến là em nói là riêng gia đình em thì cái vấn đề mà cái thu nhập từ cây lúa nó bị giảm rất là nhiều. Nhiều khi cái thời điểm là mình không có lời các anh chị, thì qua nhiều năm mà mình thấy nếu mà trường hợp mình cứ giữ cây lúa mãi á mà mình không có chuyển đổi cây khác á, thì cái khả năng mà mình cứ dòng lẫn quẩn, tức là gạo mới đậu gạo cũ, tại mình làm lúa mình có gạo mới các anh chị, kiểu như người dân thường nói là mình có gạo mới đậu gạo cũ thôi, chứ cái khoản tích lũy của mình á thì nó không có nhiều. Nên là từ đó thì nhà em cũng bàn bạc và quyết định là mình chuyển đổi sang cây dừa. Thì bây giờ thực ra chuyển đổi sang cây dừa thì bản thân em cũng không dám chắc chắn là 100% mình sẽ thành công nữa. Có thể là thời điểm mà bây giờ 2-3 năm nữa thì dừa người ta trồng cũng nhiều, thì có thể là cái giá nó cũng bị ảnh hưởng các anh chị. Nhưng mà cái quan trọng á, mình trước khi mà mình chuyển đổi á, bản thân em cũng đã suy nghĩ tới cái trường hợp xấu nhất rồi. Ví dụ như bây giờ dừa nó xuống khoảng tầm 20-30 ngàn một chục luôn, chứ không phải là cao đỉnh điểm thời điểm mùa nắng thì có cả trăm hơn cả trăm. Em tính bình quân khoảng tầm 20-30 ngàn một chục thôi, thì cái liệu cái lợi nhuận đó nó có cao hơn cây lúa, nó có bằng cây lúa khi mà mình trồng lúa hay không? Thì lúc nào em cũng tính tới cái phương án mà coi như là nó xấu nhất, để mình có những cái phương án dự phòng. Nếu mà trường hợp mà dừa nó sắp giá quá thì cái phương án của mình lúc đó mình ứng phó nó sẽ như thế nào, cái đó là mới là cái điều em nghĩ nó quan trọng. Chứ trường hợp mà nó giá cao hoài thì mình đâu có nói gì. Bởi vì nhiều khi trên cái kênh của em, nhiều khi anh chị hỏi về dừa thì cái nào biết thì em chia sẻ,
thật lòng theo cái hiểu biết của em và những cái gì em tích góp được từ những cái anh chị mà người ta đi trước. Còn em không bao giờ khuyến khích là bà con mình nên chuyển đổi từ lúa sang dừa, từ cây này sang cây dừa, hay là cái gì từ cái rừng tạp sang cây dừa cả. Thì bà con mình tùy theo cái điều kiện của gia đình mình mà mình chọn cái cây trồng nó cho phù hợp. Tại vì cơ bản thì cái nào mà mình trồng nó dư thừa quá thì chắc chắn là cái cung nó nhiều hơn cái nhu cầu đó, cái lượng cung cấp nó nhiều hơn lượng nhu cầu thì dẫn đến là cái giá nó sẽ giảm thôi. Nên là trước giờ em cũng chưa bao giờ động viên hay là kêu gọi bà con mình trồng dừa cả. Thì nói chung là mình trồng cái cây gì cũng được, quan trọng mình phải tính cái phương án là nếu mà trường hợp cái cây đó nó không có hiệu quả kinh tế nữa thì mình sẽ làm gì tiếp theo, mình có cái phương án nào để mình nâng cái giá trị của trái dừa lên hay không đó, để mình đảm bảo cái nguồn thu nhập cho gia đình. Nói chung là cơ bản là chỉ cần mình đảm bảo cái cuộc sống của gia đình mình thôi thì nó đã ổn rồi. Cái đó là lúc mà mình đối phó, lúc cái trường hợp mà cái giá dừa hay là cái giá loại trái cây nào đó nó thấp nhất, chứ mình không để phụ thuộc hay là buông xuôi vào các thương lái này nọ. Thì lúc đó thì nếu mà mình phụ thuộc quá thì mình sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà mình đảm bảo cái nguồn kinh tế. Nhưng mà thật ra thì em cũng không dám chia sẻ là mình sẽ làm gì trong thời điểm đó đâu, tại vì nhiều khi nói trước lại bước không qua nữa. Nên là nhưng mà em cũng chuẩn bị sẵn cái phương án để cho mình thích nghi như vậy đó các anh chị. Khi mình đã chuẩn bị cái điều xấu nhất trước khi mình làm á, thì mình sẽ có nhiều cái phương án mình ứng phó hơn các anh chị, mình sẽ linh hoạt hơn. Thì đó là quan điểm cá nhân của em. Rồi, em cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Em hẹn tất cả các anh chị trong những cái clip tiếp theo.